chào anh em nha. Thì bây giờ máy mới vừa xuống xong, giờ em sẽ quay cho anh em xem nha. Đây là giá tiền của nó, số khung của nó đây, 200143, 1143. Đây là máy DC với LG, nguyên bom luôn. Đây, để quay cho anh em xem đây, con cuốn ở đây ha. Máy đọc hơi chật cho nên nó sẽ quay hơi nhanh nha anh em. Đó, không nó cũng còn khá là ok luôn. Rồi, để giờ em quay dần chân cho anh em xem nha. Chân con này đây, đẹp á. Đây nè, để lên quay cabin cho anh em xem. Em xuống quay cái động cơ nha. Xích cái này còn đẹp nha anh em, xích đẹp luôn á. Phăng lúa là gì còn đẹp luôn. Đây dàn gầm ở đây ha. Đây, cấp ở đây cấp nó còn khá là ok. Xong con này nha, cảm ơn em nhiều nha. Ê, hai container chứ của máy gạch và điện hợp, tổng cộng 6 chiếc á. Máy này chất lượng 90% hết nha. Để bây giờ mình chuẩn bị xuống máy xong rồi mình sẽ quay từng chiếc cho mọi người xem ha. Rồi, cảm ơn mọi người nha. Cái địa chỉ của công ty mình ha, là ở 167 quốc lộ 53 huyện Đồng Hồ tỉnh Vĩnh Long á. Thì theo số điện thoại thì công ty mình thì cách bệnh viện đa khoa khoảng chừng 800m ha. Ở phía bên đó tòa nhà trắng trắng thì xa xa kia ha. Rồi, cảm ơn mọi người nha.